Hôm qua, chuỗi các sự kiện thể thao giải trí diễn ra tại khu vực phía Nam Phan Thiết thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia trải nghiệm. Lần đầu tiên được tổ chức giải chạy Bikini Run Phan Thiết 2024 đã thu hút gần 2.000 runner từ các tỉnh, thành phố trong nước và khách nước ngoài tham gia, tạo nên không khí sôi động và hấp dẫn tại bãi biển Bikini Beach Phan Thiết. Giải chạy lần này đã mang đến những trải nghiệm thú vị, có phần khác biệt so với các giải truyền thống. Trong trang phục bikini, các runner sải bước trên bãi cát trắng với cự ly 3 km và vượt qua các thử thách thú vị để cùng nhau về đích. Mình thấy với quảng cáo về cái giải bikini đầu tiên tại Việt Nam, mình rất là phấn khích. Và mình đến đây với tiêu chí muốn hòa chung không khí cùng với mọi người ở thành phố Phan Thiết. Và mình bất ngờ, thật bất ngờ khi mình là người đầu tiên về. Thì mình cảm giác rất là tự tin và thoải mái để hoàn thành cuộc chạy hôm ngày hôm nay. Đường chạy hôm nay thì có rất nhiều mọi người đồng hành, cảm giác rất là náo động. Chung kết cuộc thi Miss Grand Việt Nam Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 cũng diễn ra vào tối qua. Top 36 thí sinh cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương có màn đồng diễn mở đầu vô cùng sôi động và màn thi hô tên của các thí sinh. Dàn người đẹp tự tin khoe hình thể quyến rũ trong trang phục bikini hay xuất hiện lộng lẫy trong bộ cánh dạ hội cùng bước catwalk điêu luyện cuốn hút người xem. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, các thí sinh còn thể hiện được sự bản lĩnh, vẻ đẹp tri thức thi thuyết trình ứng xử. Xin được cảm ơn Lê Văn Hoàng Nguyên đã hoàn tất phần thi ứng xử của mình. Thí sinh thi Miss Grand rất là xuất sắc và càng ngày trình độ hiểu biết rõ ràng là từng năm một có tiến bộ rất là nhiều. Các thí sinh thì ngoài cái vẻ đẹp về chiều cao hình thể rồi các gương mặt thì có một hiểu biết chuyên sâu rất là sâu. Trong đêm chung kết, ban tổ chức đã trao các giải thưởng phụ như trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, thuyết trình về hòa bình, người đẹp thời trang. Danh hiệu Á hậu 4 gọi tên Phạm Thị Ánh Vương, Bình Thuận, Á hậu 3 thuộc về Lâm Thị Bích Tuyền, An Giang, Á hậu 2 và Á hậu 1 lần lượt trao cho Vũ Thị Thu Hiền, Hà Nội và Lê Phan Hạnh Nguyên, Đồng Tháp. Tôi bây giờ là cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn đến tất cả tình cảm của tất cả mọi người. Cái sự nỗ lực của bản thân mình đã được ban tổ chức ghi nhận. Với phần trả lời thuyết phục ban giám khảo về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử và hiện nay, người đẹp Võ Lê Quế Anh đến từ Quảng Nam xuất sắc giành vương miện, trở thành người kế nhiệm tiếp theo của Miss Grand Việt Nam. Với chiến thắng này, Quế Anh sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế Miss Grand International vào cuối năm. Hiện tại cảm xúc của em rất là hạnh phúc và sẽ luôn luôn cố gắng nỗ lực hết sức để có thể đảm nhận được cái vai trò trong hành trình sắp tới của Quế Anh. Việc đăng cai tổ chức hoạt động về thể thao giải trí góp phần đưa cảnh quan văn hóa con người của vùng đất biển xanh cát trắng nắng vàng đến gần hơn với du khách, đồng thời từng bước đưa Bình Thuận trở thành điểm đến trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia, quốc tế.